Thông qua bộ phận biên tập của chương trình Chuyện Học Đường thì cũng có nhận được một vài những câu hỏi của khán giả. Mà ngay sau đây thì Ngọc Diệu xin được chuyển đến Lan Phương. Câu hỏi của một phụ huynh như sau là bé nhà mình đang ở tuổi dậy thì, tính tình thì ngang ngang á, cháu có biểu hiện là rất dễ mất bình tĩnh khi mà có việc xảy ra. Rất mong nhận được lời khuyên của chương trình để làm sao có thể giúp con của mình có thể bình tĩnh khi gặp sự cố gì đó đối với cháu. Có lẽ đây là cái tình trạng rất là phổ biến của các cháu, và có lẽ là rất là nhiều phụ huynh sẽ muốn hỏi cái câu này và nhờ cho để thông qua chương trình để trả lời cho các quý vị phụ huynh. Bởi vì có lẽ là trẻ em ở trong giai đoạn dậy thì, như chúng ta biết, là đang ở cái giai đoạn phát triển kể về tâm lý và sinh lý. Những cái kiến thức của cháu cũng như là những cái kỹ năng, kiến thức, kỹ năng và kể về mặt sức khỏe của cơ thể, cháu chưa đáp ứng được đủ so với sự phát triển của tâm lý. Tức là cháu đang muốn trở thành người lớn và cháu muốn thực hiện những hoạt động như người lớn, nhưng những cái kiến thức, kỹ năng và những cái phát triển của cơ thể cháu chưa đáp ứng được chuyện đó. Thế nó tạo ra cái sự mâu thuẫn trong tâm lý và sinh lý, thì nó sẽ làm cho bé cảm thấy rất là khó chịu. Trong nội tại tâm lý của bé là đã khó chịu rồi, bởi vì là nó bị mâu thuẫn, và đã mâu thuẫn thì trong người lúc nào cũng như là có sự đấu tranh, đúng không ạ? Thì là bé đã không giữ được bình tĩnh, tức là tâm lý đang không được cân bằng, thì nó sẽ luôn có những cái phản ứng ngay lập tức mà người lớn nói là nông nổi. Dạ đúng, đúng. Và bởi vì là cháu nghĩ được, cháu nghĩ là bây giờ con muốn khẳng định cho bố mẹ biết, con lớn rồi, con muốn hoạt động như một người lớn, con muốn nhận được sự tôn trọng của ba mẹ và của xã hội. Trong cái giai đoạn đấy không phải là cháu hư, cũng không phải là cháu bất bình thường, mà đó là một cái phát triển tâm lý rất bình thường của giai đoạn dậy thì. Cái giai đoạn này nó đang khó khăn đối với trẻ, cho nên rất cần sự hiểu của ba mẹ và thông cảm, cũng như là hướng dẫn cho con trong những cái hoạt động khác để cho cháu giải tỏa được cái năng lượng trong người của cháu ra. Thì khi cái năng lượng tích cực hay tiêu cực gì đó mà nó quá mức, nó được giải tỏa ra ngoài, thì những cái trong cơ thể nó sẽ bình ổn trở lại, thì tâm lý của cháu nó cũng sẽ bình ổn. Nếu như mà khi cháu phát ra là cháu nóng lắm, cháu quá, mà ba mẹ cũng đáp lại một cách là sẽ quát con, hoặc là đánh con, hoặc mắng con, thì cháu sẽ càng làm cho cái tiêu cực của cháu nó sẽ phát mạnh hơn. Bởi vì là như chúng ta có thể có một cái chất trung hòa đó, thì mọi việc nó sẽ bình ổn trở lại. Xin được cảm ơn cô Lan Phương, và tiếp sau đây thì Ngọc Diệu cũng xin được chuyển đến Lan Phương tâm sự của một phụ huynh nữa. Đó là con trai mình tính tình thì thể hiện sự hiếu thắng. Cháu chỉ thấy thích thú làm việc gì đó khi mà đạt kết quả tốt, còn nếu như mà thua cuộc thì cháu hay nổi nóng và dễ bỏ cuộc. Không biết là tôi phải làm sao để có thể giúp con vượt qua được cái tình trạng này. Xin được mời cô Lan Phương ạ. Mỗi một đứa bé là một thế giới riêng biệt với một nét tính cách riêng. Thì cái việc mà trong con người của trẻ có cái đặc biệt là những trẻ mà trong gia đình chỉ là con một thì sẽ luôn luôn muốn ở vị trí đứng đầu và thể hiện bản thân mình. Cái thứ hai đó là nét văn hóa của gia đình. Nếu như trong gia đình mà ba mẹ luôn luôn muốn con là người đứng đầu và luôn luôn có thể là tạo cái áp lực con sẽ phải là người giỏi, trong mắt ba mẹ con phải giỏi thì con mới được khen và được công nhận. Cái thứ ba nữa là chúng ta có thể là chúng ta không có ép con và không bắt con phải là người giỏi, nhưng nếu như cháu không giỏi thì cháu không bao giờ được chú ý. Ngọc Diệu xin được hỏi này, nó có được xem là một cái tính cách hay không cô Lan Phương? Hay là nó là những cái điều mà cô Lan Phương vừa cho chúng tôi được biết? Đó là cái một hiếu thắng, đó là một tính cách hay? Nó cũng là một nét tính cách trong con người. Nhưng cái nét tính cách đó, cái thứ nhất là được tạo ra từ cái khí chất của cháu từ khi còn bé. Nhưng cái thứ hai, để trở thành một cái nét tính cách thì cái đó phải được hình thành trong cái văn hóa của gia đình hay là trong văn hóa của trường học và xã hội. Thì nếu như một đứa bé đó mà nó càng ngày nó càng sống trong cái môi trường như vậy thì cái tính cách đó nó càng rõ nét, và lúc đấy nó đã trở thành nhân cách của con người luôn rồi. Cho nên nếu như bé không đứng đầu và bé không
không làm được một cái điều gì đấy gọi là tốt đó, theo cái nhìn của ba mẹ và theo cách nghĩ của cháu, chứ chưa hẳn đó là tốt ở cho cháu và cho xã hội. Thì nếu như không như vậy thì con sẽ không hài lòng và con sẽ buồn, con sẽ thất vọng. Và để mà cho mọi người thấy được là con buồn và thất vọng thì cháu sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Có những đứa bé thì sẽ bộc lộ ra ngoài bằng cách nóng giận, la lối. Nhưng có những bé khác thì cháu sẽ tự giúp mình vào một cái thế giới riêng. Như là cháu sẽ vào phòng, đóng cửa, ngồi một mình. Mà chúng ta hay nói là tự kỷ, trả lời cho cái trường hợp này là đó là cái đáp trả của cái nỗi thất vọng của cháu. Thì muốn thay đổi được cái điều đấy thì có lẽ là chúng ta cũng nên hiểu về cái nét tính cách của cháu. Và cái thứ hai là phải có một cái môi trường tương ứng như vậy để cho cháu cảm thấy được là con không cần phải là người đứng đầu, con không cần phải là số 1, con như thế nào thì ba mẹ cũng yêu thương con. Con có kể ra những điều xấu thì ba mẹ cũng vẫn lắng nghe. À, như thế đó gọi là sự quan tâm. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô rất là nhiều. Thưa quý vị phụ huynh, rõ ràng là nếu cha mẹ không có thời gian tương tác thực sự với con sẽ dẫn đến việc con dễ bị khuyết đi nhiều kỹ năng như là giao tiếp ứng xử, giải quyết các vấn đề, mà trẻ khi ra môi trường bên ngoài dễ bị điều khiển dẫn đến đi chệch hướng. Và qua phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia tâm lý Lê Thị Lan Phương, chúng ta thấy rằng thời gian cho con trẻ là rất quan trọng, có thể không cần nhiều nhưng chắc chắn là phải chất lượng và hiệu quả. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 16:20 chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau. Ba mẹ quan tâm đến con và xâm phạm vào những cái việc riêng cá nhân của con mà chưa được sự đồng ý của con thì nó sẽ làm cho con trẻ bị tổn thương và nó thậm chí là bị sốc. Tất cả các bậc làm cha làm mẹ rất muốn nghe được những cái tâm sự của con, muốn làm bạn cùng con. Giống như là chúng ta trao đổi với nhau thì cái sự quan tâm dành cho con là rất cần thiết và rất là đúng, nhưng nó phải ở một cái mức độ vừa phải.